Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hante Channel. Và mọi người ơi, ngày hôm nay chúng ta đang trở lại với một cái tựa game khá là quen thuộc ha. Và một cái cậu bé khá là cu te luôn nè, nhìn nó dễ thương dễ sợ luôn ấy. Đây, bé yêu này thì hiện tại đang có sự kiện để lấy luôn. Anh em nào có chơi cái tựa game này có thể vào bơi cái sự kiện để có thể hốt em này về nha. Bé yêu này thì mình hơi bị thích nó luôn ấy các bạn. À, trên người vẫn mang những cái bình gọi là khí độc, à, dùng để tấn công đối thủ đấy. Rồi, và ở đây thì mình sẽ mang thêm cái em Hoàng Tử Băng, à, mang cái sự lạnh lẽo trở lại nè. Và thêm thần Long Xì Tiên, con thần Long thuộc dòng hệ nước á các bạn. Rồng là ở dưới nước chứ thứ. Ờ không phải, con rồng này nó không có chịu dưới nước các bạn ơi. Con rồng này nó chịu trên trời nè, mặt trăng nè. Đây, khêu nhẹ một cái, khả năng phóng ra tia điện của chú ấy vô cùng hầm hố luôn. Wow, cái gì vậy man? Chưa kịp làm gì hết ngập cu tỏi rồi, không thể tin được. Và nhân vật Hoàng Tử Băng của mình sẽ đại chiến với anh bạn Kỳ Lân Điện với chiếc sừng phóng ra điện các bạn ơi, còn mình thì cây kích phóng ra băng. Hai bên đang cọ sát rất là nhiệt tình luôn. Pha này thì mình sẽ đóng băng thần trưởng cái nè, dứt điểm thành công. Nessie đang lao ra và anh bạn này thuộc dòng Mythicast nha mọi người. Bây giờ thì này chúng ta sẽ mang tới bé siêu quậy. Hay, khả năng của chú ấy là phóng ra một cái luồng ánh sáng màu đỏ nha. Ui trời, nhìn rất là ấn tượng luôn. Thêm một đám mây mưa sấm sét nữa. Wow, ca này có bộ hơi căng đây mọi người. Thành viên này thuộc dòng Heric và đang hai ngôi sao vàng luôn. Thôi ôi tắt thở, tim tôi đau quá man. Lại một pha rồi là rất là bá đạo các bạn à. Victory ha, anh em mình phải tốn thêm một viên game để có thể win được. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đổi đội hình nha. Ây chà chà, ca này thì mình sẽ cho mẹ thiên nhiên nè. Bây giờ cho cái màu xanh như bánh canh ra đi nè. Đó, bé yêu này cũng có chiếc áo màu xanh ha. Rồi, mời các bạn cùng nhau hướng mắt về sân khấu. Và mọi người thích mình làm về cái bé rồng nào thì cứ việc comment trực tiếp vào bên dưới video nha. Để Hante sẽ review thêm nhiều cái bé dragon mới cho các bạn xem. Còn thành viên này, wow, anh em nhìn kìa, 5 ngôi sao vàng lấp lánh quá, thuộc dòng Heroic nha. Thôi ôi, căng ghê luôn các bạn ơi. Một hit của chú ấy lấy đi 91.000 máu của mình. Thật sự rất mạnh. Và đây là nhân vật Titan. Trên bảng có hai con Titan luôn. Thôi ôi, siết tay nè. Cố lên. Này chúng ta có rẻ được 23.000 máu, nhưng tên bạn dường như nó quýnh mình một cái là không còn một giọt luôn. Wow, không thể tin được, sức mạnh quá. Mạnh quá mạnh các bạn à. Và đây là nhân vật Kales. Em yêu này thì thuộc dòng Titan và hệ lửa. À, con này thì mình quýnh không có được rồi. Với cái bộ giáp vô cùng chắc chắn như vậy thì quýnh kiểu nào mà xuyên nổi. Rồi, sau đây thì anh em chúng ta sẽ bật cái chế độ sinh tồn lên nè, dứt điểm. Mém chết, trời ơi, không thể tin được, nó quất mình mà mém chết các bạn ơi. Trời ơi, nó không ngờ, không ngờ sức mạnh quá ghê gớm đến từ anh bạn Titan. Và bây giờ đến với nhân vật Coco thuộc dòng Titan băng. Anh em mình lại thua sút với một cái lượt đánh nữa rồi. Cái giáp như vậy thì làm sao mà xuyên nổi đây. 14.000, không sao mọi người ơi, anh em mình vẫn gồng được. Wow, ca này cực kỳ thú vị luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ thay đổi một chút xíu nha. Hai em hệ 1 rồi, bây giờ anh em mình sẽ đi đến với kinh công nha mọi người. Đó, nhìn rất là hầm hố. Và thêm Guma Vương nữa. À, bộ đôi này các bạn. Kinh công và Guma Vương là hai tê lấy cùng một lúc luôn ấy, trong một cái sự kiện cuộc đua Heroic. À, ngày trước thì gọi là ngày xưa đi ha. Ngày xưa là cũng khoảng vài năm về trước đấy. Là trong cái cuộc đua Heroic thì anh em sẽ nhận được hai con Heroic chứ không phải như bây giờ. Bây giờ anh em mình chỉ nhận được một con thôi. Đó, và bây giờ sức mạnh của Kinh Công nè, bá đạo ghê chưa. Ngô Ma Vương lao ra,
Quá cha, lưỡi hái tử thần đã được thi triển và tan bàn đã lên đường rồi. Nhân vật Silly đang cố gắng cầm cự luôn. Chỉ còn có một ngôi sao thôi. Và còn anh bạn trong đây hình như là dạng như là pháp sư ấy các bạn. Dơi thuộc dòng dòng chim ha. Ra để mình coi cái con này giống con dơi hay là con ngô mê dương ú chanh. Đầu thì đầu râu nghe. Còn cánh là cánh dơi nè, không phải cánh rồng đâu. Cánh rồng làm gì vậy? Trời ơi, gọi là sự sáng tạo quá ghê gớm. Trời ơi, sau khi mà uống cái loại thuốc màu xanh xanh vô thì bạn ấy mạnh ghê luôn các bạn. Lao thẳng đến mình và sử dụng cú đấm móc nhẹ cái. Ôi chào, victory. Rồi, nên chúng ta lại có thêm một điểm nữa. Ở đây, mình vô mình có nhận được đây khu vực list nha. Và bây giờ là cho rồng yêu nhau các bạn. Hoặc là cho rồng ăn. Anh em mình sẽ cho con rồng nào đó ăn để chúng ta kiếm thêm điểm nha. Ở đây thì mình cho cái bé này đi. Mấy cái con mà level cao này là cho nó ăn rất là tốn kém luôn ấy. Đâu rồi, anh em mình đi kiếm cái đây cái hòn đảo này nè. Trời ơi chưa xong nữa. Lâu thế. Cái hòn đảo này. Rồi ở đây mình kiếm đỡ một cái bé nào đó đi ha mọi người. Đây chẳng hạn như bé yêu này đi. Đó. Cho bé yêu ăn xong thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này nha. Wow, và tiếp theo thì yêu nhau, rồng yêu nhau thì để mình xem có con nào yêu nhau xong chưa. Wow, và hiện tại thì đang có cái sự kiện like ra cái bé này nha mọi người. Anh em nào thích có thể like cái bé này nha. Đó, like nhiệt tình vào. Wow. Rồi, ở đây thì hiện tại đang có một cái sự kiện nữa nè. Đây, anh em chúng ta sẽ mở thử cái chiếc rương này nha. 250 điểm và chúng ta sẽ có được một cái món quà. Nhưng mà ui, cho hết ý luôn. Ra đây mở quà liền ngay lập tức nè mọi người ơi. Đây, mọi người ơi. Up pan. Wow, cho được một orbit của cáo tiểu thư. Lần này thì cho em hên cái đi mấy anh, dù sao cũng số nhỏ rồi. Rơi có một cái à. Thôi cái lần này nó cho mình được 3 các bạn ạ. À. Con cáo tiểu thư này thì mình có rồi, cho nên nó là cũng không có ham hố chịu ấy đâu. Và anh em nào đang trong team của HT Channel thì nhớ làm nhiệm vụ nha. Còn bạn nào mà chưa có vào thì có thể nạp đơn vào nha. Đó, bạn nào mà làm biến thì mình sẽ đá đít ra nha. Đó. Đây, bạn nào mà không có làm nhiệm vụ thì HT sẽ phải tuyển ra để tuyển người mới về nha. Đó, bây giờ hiện tại team mình còn thiếu chỗ nè. Anh em nào chưa có thì có thể nạp đơn vào nha. Hiện tại là còn 1 ngày và 6 giờ nữa. Rồi, vậy là HT vào ngày mai mình sẽ vào xem một lần nữa. Và ai chưa có làm nhiệm vụ thì mình sẽ cho ra để kiếm bạn mới về nha. Vậy hen. Còn bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau trở lại. Lần này mình sẽ vào đến một cái khu vực khác ha. Khu vực này là khu vực Arena. Ở đây thì nên chúng ta gặp phải hàng VIP không đấy. Toàn là những cao thủ Action Level 70 và không để các bạn thất vọng đâu. Lượng sát thương đến từ tên bạn gây ra cho mình rất cao. Đây các bạn thấy đây, 3 ngôi sao vàng lấp lánh với level của chú ấy là 55. Ở đây thì mình sẽ xài tới anh bạn Ngô Mai Dương đi ha. Tên bạn còn cái chiến binh đó level 70. Ui cha cha, vàng này là thuộc cao thủ đấy. Rớt vô là phỏng tay liền. Không có đùa được đâu. Rồi, dứt điểm với nữ thần Ruby của chúng ta nào. Căng ghê chưa. 5 ngôi sao vàng lấp lánh. Anh bạn Kitsun cầm thanh đao rất là bén luôn. Ui cha, bộ giáp nhìn sáng choang à. Rồi, xem sức mạnh đến từ nữ thần nào. Lên, ui chắc không hạ được luôn các bạn ơi, căng. Thôi chạy vô các bạn ơi. Trời ơi ca này căng đấy. Ngô Mai Dương thể hiện nào. Rồi thành công được một thành viên. Tiếp theo là đến với dòng bạch tuộc. Ui cha ơi. Nó quýnh cái thôi là xanh sữa luôn ấy. Các bạn thấy không, đội hình của mình nó quýnh rồi là lượng máu mình bị còn chút xíu hết trơn luôn. Cho tên bạn gì dùng bình yên nào. Chú hổ báo quá rồi. Victory. Quá đỉnh nha.
Rồi bây giờ thì mình sẽ ngó thử cái đội hình của tay bạn có cái gì nào. 50, 50 và 60. Các bạn ơi, con số đếm đang được tăng dần luôn. Đây anh em mình tới luôn nha. Còn chần chờ gì nữa. Ba ngôi sao vàng lấp lánh. Anh bạn này thì thuộc dòng ủa sao level. À đúng rồi đúng rồi. Level 50. Ba ngôi sao các bạn. Ba ngôi sao chúng ta có thể nâng lên tới 55 lần. Ôi ui thiệt tài. Thì kêu Ransbow Ngô Ma Vương thử sức mạnh của anh bạn này. Mình hay kêu con này là Hoàng Kim Điện nè. Tại vì mình thấy nó có hai cái cánh bằng kim loại ấy. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, bây giờ đến với Ma Cà Rồng rồi đây. Trời ơi, một chiêu của chú ấy 90 mấy ngàn. Xanh mạc luôn. Còn mình là 100 ngàn, tay bạn nó còn hoảng hốt hơn. Rồi, nên chúng ta sẽ cho nữ thần ra đi. Đó, phóng hai tia điện huyền thoại thôi là thấy xanh mạc rồi. Ludo, 4 ngôi sao vàng lấp lánh. Mình thử sức nhẹ cái. Wow. Cổ lên. Lại thêm một màn win nữa nha. Victory. Đây rồi, đây rồi. Trời ơi, level rất là cao luôn các bạn ơi. Lên đây gặp toàn là hàng VIP không ấy. Không có đùa được với mấy bạn này đâu. Trời ơi, level 60 luôn cơ. Trong đây á là thuộc vàng siêu khủng ấy mọi người. Wow, đến với anh bạn Uma Vương này nữa. Cho hai bạn này chơi với nhau đi. Hai bạn này cùng đẳng cấp với nhau nè. Đây, các bạn hãy cùng mình theo dõi xem đó là một mình Uma Vương này đủ sức cân cả ba thành viên tay mạng hay không nha. Còn nếu như mà quýnh không lại thì nên chúng ta phải tranh thủ giác nó giọt lẹ. Chứ để lâu là rất là nguy hiểm đấy. Rồi, trước mắt thì sẽ hạ được cái bạn này hen. Nhân vật tiếp theo mình sẽ đối phó là một anh bạn level 60. Ui chà chà. Chịu nổi hem. Một cú nhẹ nữa. Trời ơi, bảy sắc cầu vồng mọi người ơi. Wow, siết tay nha. Và đây là nhân vật 5 sao. Trời ơi, mình phải hy sinh hết một con luôn rồi. Căng dữ rồi nha. 5 sao vàng các bạn à. Ui cha cha, 203. Victory 2. Nhưng mà trận này anh em chúng ta lại rớt một thành viên rồi. Một cao thủ của team HNT Channel đã bị hạ. Open chiếc gương này xem. Ra gọi là nhiều nhiều. Wow, 25-3. Rồi ok, anh em chúng ta có tới 30 mấy Orbit Legend luôn. Quá tuyệt vời các bạn à. Rồi sau đây thì nên chúng ta sẽ vào thử cái chỗ này ha. Đây, khu vực ấp trứng rồng. Ở đây là mình sẽ kiếm con nào mình ấp ha các bạn. Con nào mà nó có chữ new á là nên chúng ta chưa có đấy. Nè chẳng hạn như là cái ôi chẳng hạn như là cái bé này ha các bạn. Bé này mình chưa có nè. Ấp pan. Đó, một con ha. Rồi ở đây có con nào để mình nâng sao lên được không nè. Mình kiếm con nào nó mạnh mạnh, mình nâng ngôi sao cho nó lên, cho nó bá đạo hơn xíu hen. Trận này chắc lẽ là mình sẽ nâng cho anh bạn này đi. Wow, con này mình đã giành được 237 Orbit rồi nè mọi người. Lên luôn. Con này là nâng lên được cho nó 2 sao luôn ấy. Dòng tê giác. Quá đẹp. Rồi, và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một đăng ký nha mọi người ơi. À, bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy bấm đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để HNT ra video hay là livestream thì anh em mới nhận được thông báo nha. Rồi, đừng quên like ủng hộ cho HNT Channel nha để cho mình có thêm xíu động lực và mình ra nhiều tập mới cho các bạn xem nè. Wow, và video cũng khá là dài rồi. HNT xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.